thì sau khoảng thời gian cũng khá là dài, ba mình nằm viện ở bên Cần Thơ nha bạn. Thì ngày hôm nay thì ba mình cũng được bác sĩ cho xuất viện về nhà nha bạn. Thì tình hình của ba mình thì sức khỏe nó cũng đã ổn định hơn rất là nhiều, chỉ còn có cái tay với cái chân là chưa hoạt động được nha bạn. Thì về nhà thì tập vật lý trị liệu thêm, mong rằng nó sẽ hồi phục nha bạn. Ba chào cái bạn đó đi. Ba chào không? Chào đi. Ba chào các bạn đi. Tùy tính đó. Được. Đó là nói chung ba mình thì cũng đã khỏe hơn rất là nhiều mà. Thì chỉ còn có cái tay trái với cây chân trái là hiện tại là nó vẫn còn chưa hoạt động được nha. Thì ngày nào thì về đây thì chở ba mình đi tập vật lý trị liệu một ngày vài tiếng đồng hồ nha bạn. Mong rằng thì ba mình sẽ hồi phục được vài chục phần trăm để đi tới lưu được nha bạn. Thì trong suốt thời gian ba mình nằm bệnh ở bên Cần Thơ, mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã gửi những lời chúc đến ba mình nha bạn. Thì mình cũng không biết nói gì hơn ngoài lời chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nha. Bà thấy có người sao rồi? Im quá. Im không? Im trời ơi. Mà khỏe chưa? Hả? Khỏe rồi hả? Giờ xuống đất đi tới banh được không? Đi nổi rồi được. Đi gì nổi vào đây hả? Đứng không được rồi. Rồi ba dán tập từ từ để đi lại nha. Im hả? Nói chung ba mình thì cũng mới về nha bạn, nên cũng hơi đuối nha, nhưng không sao nha bạn. Tại ba mình đã những cái bệnh não và bệnh tim không ngừng thì nói chung nó cũng đã ổn định hết trơn bạn. Giờ chỉ còn có cái tay trái và cái chân trái thôi. Thì ngày nào cũng phải chở ba mình đi tập vật lý trị liệu nha bạn, tập tư nhân nha. Tại vì ba mình nằm ở trên bệnh viện tập vật lý trị liệu ở trên kia thì nói chung nó hơi nhỏ với cái gò bó quá, ba mình không chịu nổi, nên mình sẽ chở ba mình tập vật lý trị liệu tư nhân nha bạn. Ngủ hả? Ngủ rồi, ngủ đâu ngủ. Đâu ngủ. Dạ. Má chào bạn ở đây. Chào cả nhà nha. Đây mua bộ đồ đá banh trong đá banh nè, nguyên bộ đá banh luôn. Đây chút xíu là mặc thay ra đi đá banh với tôi. Bà mới mua trong bộ đồ đá banh nè. Ừ, bộ đồ này mà đá cái là nhảnh chút vàng luôn chị vô. Chút đây đá banh nha, thay đồ ra đá banh đó. Tôi chuẩn bị đội U70 trong đặng đá banh. Tôi kêu gọi những người 70 đến đá banh, chịu chưa? Chút nữa tạnh mưa đi tập nha. Tập gym mình dữ không? Vài ngày đầu, vài ngày sau mình nó quen lắm năm ơi. Đau quá trời đau. Đau quá trời đau hả? Tại vì ba mình hôm nay làm cũng nói chung gần 20 ngày bên bệnh viện Cần Thơ bạn. Bởi vì những cái khớp tay, thì cái khớp chân nói chung nó không hoạt động á, nên tập nó rất là đau nha. Thì bữa hai bữa nó sẽ quen, nó sẽ giãn cơ ra lại thì nó sẽ bớt đau nha bạn. Thì bác sĩ cũng nói là ba mình có thể là được 60-70% là hồi phục sức khỏe trở lại nha bạn. Thì mình cũng mong rằng là những bác sĩ tập vật lý trị liệu ở thành phố Sa Đéc mình sẽ tập cho ba mình có thể hồi phục lại được vài chục phần trăm, có thể đi tới đi lưu được nha bạn. Ba phải cố gắng lên tập nha. Cố gắng không? Con gắng, ba mình cố gắng lắm nha bạn. Con dương bích hết năm rồi. Ông không cố gắng. Tụi nó ăn sạch cái dương bích đâu. Mình phải dạy tập bên. Nha. Ừ. Nói chung thì ba mình cũng còn hơi mệt nha bạn. Thôi bây giờ để cho ba mình nghỉ ngơi nha. Thì một hồi nữa mình sẽ ra chạy để tâm sự thêm với tất cả các bạn nha. Thôi ba nằm nghỉ nha. Con ra chạy nha. Ba chào các bạn đó đi. Thôi bây giờ chạy với anh em mình nha các bạn. Các bạn ơi, thì sau mười mấy ngày thì mình xa vắng mấy trời, xa vắng anh em nha bạn. Thì cuối cùng ngày hôm nay thì ba mình cũng khỏe nha bạn. Nói chung thì mình rất mừng và rất vui nha bạn. Ba mình thì hiện tại bây giờ sức khỏe đã ổn định qua cơn nguy kịch nha. Thì hiện tại còn có cái tay trái và cái chân trái nói chung là không cử động được. Thì bác sĩ có nói là về nhà
tập vật lý trị liệu thì sẽ có 60-70% để phục hồi, có thể đi đứng lại yếu yếu được nha bạn. Thì nói chung là rất là vui, rất là mừng vì ba mình cũng được về nhà, nằm ở nhà nó thoải mái nha bạn. Tại mười mấy ngày nằm ở bệnh viện cũng chung rồi quá căng thẳng, thì mình cũng rất chi là nhớ anh em, nhớ cái chòi thân thương này. Đậu xanh thật sự là mình vui lắm nha bạn. Tại vì mình ở trên bệnh viện với ba mình á, mình thấy mấy anh em ở đây lặn hụp đi làm clip cho tất cả bạn xem, thì nói chung mình cũng chân thành cảm ơn ba anh em nhà họ Hứa rất là nhiều đã tạo ra những clip để gửi tặng tất cả các bạn. Thì cũng chân thành cảm ơn quay phim nha. Đen nè, lông nè, bắt tay cái ba anh em mình chơi cái cho nó mát gồng để chết. Rồi tôi bắt đâu? Bắt đâu? Mày bắt chân. Ủa sao đứa chân lên đây? À có gì Dương bắt nó đi. Mấy đường nhỏ tôi bắt nghe. Thì ba mình về nhà nằm tại nhà nha ba. Thì về nhà thì mình, anh mình với mẹ mình với cháu mình chăm sóc ba mình nó được hoàn mỹ hơn trên nằm trên bệnh viện. Tại vì nằm ở trên bệnh viện phục hồi chức năng trên cầu lãnh đó bạn. Tại vì ba mình đi cầu, đi toilet nó rất là khó. Cái toilet nó rất là nhỏ, tại vì ẩm nha bạn, ẩm nó vô cái toilet nó rất là khó khăn. Sợ trợ té nên về nhà mình có đăng ký, mình với anh mình có đăng ký tập vật lý trị liệu ở thành phố Sa Đéc của anh em mình tư nhân nha bạn. Là sáng hai anh em mình chở ba mình xuống tập vài tiếng hồn xong chở về. Thì qua ngày sau thì hai anh em mình cũng dẫn chở đi tập vài tiếng hồn chở về. Mong ba mình tập sẽ có kết quả tốt, phục hồi lại nha bạn. Thì hôm nay mấy anh em ở đây làm clip nói chung cũng khá là vất vả, các bạn biết rồi. Muốn tạo ra một cái clip gửi tặng tất cả các bạn, cả một quá trình gian nan nha bạn. Thì mình ở bên bệnh viện mình xem clip thấy mấy anh em nói chung là cực có cực, khổ có khổ, mà vui cũng có vui, mà buồn cũng có buồn. Nói chung thì hôm nay mình về đây rồi thì mình sẽ đi mua cái gì ngon ngon về đãi mấy anh em để bồi bổ sức khỏe của mấy anh em lại. Ok không? Ông nói tôi là ông thèm gà bóng đỏ dữ. Gà bóng đỏ đó là mày tự xử. Mày tự đi nha, tao đó tao không đãi được cái đó, là mày tự xử đi đậu xanh đúng không? Tao mà làm gà bóng đỏ là vợ tao chém tao chết. Mày đi mày sao ngoài mày đi mày tự kiếm ai, tao đó tao không biết cái đó, tao không ngoài sự mong đợi cái đó không biết rồi. Sống rồi. Còn nói chung thì giấc này để mình sẽ kết thúc clip này ở đây nha bạn. Tại vì hôm nay mình ở bệnh viện thì mình cũng đọc khá là nhiều bình luận của tất cả các bạn là kêu mình quay cập nhật tình hình sức khỏe của ba mình, mà thật sự nằm ở bên bệnh viện nha bạn, quay phim nó rất là khó luôn. Tại vì cái bệnh viện tư nhân nên người ta hạn chế là có cái bản dán là cấm quay phim chụp ảnh, nói chung nó rất là khó. Với ba mình thì nằm bệnh cũng thấy rất là tội nên mình không dám chia sẻ lên nha bạn. Khi ba mình khỏe rồi về tới nhà mình mới dám chia sẻ lên tất cả các bạn nha. Thì cũng lần nữa thì mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Cảm ơn những anh, những chú y bác sĩ bên bệnh viện SS Cần Thơ rất là nhiều đã tận tâm tận tình chữa bệnh và chăm sóc cho ba mình để ba mình có thể hồi phục để được về nhà nha. Thì mình cũng biết nói gì hơn, cũng ngoài lời cảm ơn chân thành tới y bác sĩ và những anh chị em điều dưỡng và những chị em y tá đã hết lòng để chăm sóc cho ba mình để ba mình được hồi phục sớm. Thôi cũng cảm ơn những y bác sĩ, những anh chị em y tá rất là nhiều nha. Cảm ơn cô bác anh chị gần xa đã comment bình luận gửi lời chúc tới ba mình rất là nhiều. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc clip ở đây nha. Mình sẽ đi mua cái gì đó ngon ngon về đãi những anh em đã cố gắng làm clip cho tất cả các bạn xem hôm nay nha. Nói chung mình sót lắm nha bạn. Tại ơi các bạn thấy vậy đậu xanh bỏ bển ngồi bật clip lên gặp năng gà nè. Năng những đồ tập thôi. Bỏ bển mình đâu có đâu ăn. Ông để mày ăn xong thì mày thấy cảnh nghe ổng. Có gì đâu. Đâu. Những cái vậy mình dễ dàng hết nha bạn. Nói chung là những chuyện buồn thì nó sẽ qua đi nha. Rồi chuyện vui chuẩn bị tới nha các bạn. Thôi bây giờ các bạn chờ anh em mình nha. Bây giờ anh em mình sẽ kết thúc clip này đây để bốn anh em mình cùng đi ra chợ lựa những cái món đồ gì ngon ngon, những cái món ăn gì ngon ngon để đem về đây làm. Mời tất cả các bạn cùng thưởng thức, ăn bồi bổ cùng ba anh em nhà họ Hứa nha. Thôi ăn cẩm không rồi. Cẩm à.
Sáng tôi thấy cái nồi cắm heo. Vậy mà đi ra chỗ mấy quán hủ tiếu người ta có những cái thùng cặn đậu xanh thập cẩm thì thâu vé luôn. Đem về thì cứ suốt ra thì quất thôi chứ gì. Nói chung thì bây giờ anh em mình sẽ kết thúc clip này đây nha. Nói chung mình rất là vui nha bạn, tại vì ngày hôm nay mình cũng về được với cái máy chòi thân thương này rồi. Ba mình điều vui nhất và điều mừng nhất của mình đó là ba mình đã về được tới nhà nha bạn. Tại vì khỏe rồi mới ta mới cho về, tại vì nằm mười mấy ngày nha bạn, bác sĩ phải theo dõi nói chung rất là kỹ lưỡng, ổn định rồi bác sĩ mới cho về nha. Thì ba mình thì hiện tại bây giờ thì mỗi ngày thì hai anh em mình chở đi tập vật lý trị liệu, thì mong gặp tập một thời gian sẽ đi đứng lại vài chục phần trăm nha bạn. Thôi các bạn cho anh em mình kết thúc clip đây nha. Anh em mình sẽ đi ra chợ kiếm những cái món thức ăn nào ngon ngon để mua về đãi ba anh em nhà Hứa rồi mời tất cả các bạn thưởng thức cùng anh em mình nha.